Ngày 7 tháng 4, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh đã chủ trì cuộc họp về chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2021. Mở đầu cuộc họp, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Xây dựng Tống Thị Hạnh đã báo cáo Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh về tình hình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật và các đề án của Bộ Xây dựng tính đến hết quý 1 năm 2021. Trong cuộc họp, các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng đã lần lượt báo cáo chi tiết về kế hoạch soạn thảo các văn bản và tiến độ thực hiện để xin ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh và góp ý của Vụ Pháp chế. Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh nhấn mạnh, khối lượng công việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong năm nay là rất lớn. Chính phủ mới sẽ quyết tâm hơn, cải cách hơn và kiến tạo hơn, nên Bộ Xây dựng có thể được giao thêm nhiều nhiệm vụ nữa trong thời gian tới. Thứ trưởng cũng đề nghị các đơn vị rà soát các văn bản quy phạm pháp luật khác để kịp thời cập nhật, sửa đổi và bổ sung, lồng ghép phù hợp. Bên cạnh đó, các văn bản cần đảm bảo tính đồng bộ với các văn bản pháp luật liên quan, đảm bảo quy định rõ ràng và chi tiết để giúp người dân doanh nghiệp dễ hiểu, dễ áp dụng. Tuy nhiên, các đơn vị cũng không được phép quên vai trò quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng trong các văn bản.